Teketeke là một truyền thuyết ma ám nổi tiếng trong những khu đô thị Nhật, kể về một thiếu nữ sẩy chân hoặc vì muốn tự tử, cũng có thể bị người yêu đẩy ngã xuống đường dây xe lửa mà sau đó đã bị tàu hỏa cán, đứt đôi thân người. Thất vọng và oán hận, linh hồn của thiếu nữ này trở thành một Onryo, linh hồn báo thù hoặc là yokai, yêu quái, thường đi lang thang, vất vưởng trong những khu phố, xung quanh nhà ga xe lửa bỏ hoang hay trong những con hẻm vắng bóng người qua lại. Nạn nhân ưa thích của Teketeke là những nam giới trẻ tuổi. Chỉ cần họ tiếp cận hoặc liếc nhìn, cô sẽ truy đuổi họ tới cùng. Vì bị tàu lửa cán đứt đôi người nên Teketeke di chuyển bằng tay hoặc là dùng củi trỏ của mình và sẽ phát ra những âm thanh như tiếng tốc độ di chuyển của hồn ma này rất nhanh. Khi nhắm vào mục tiêu, nó sẽ truy đuổi và xẻ đôi cơ thể nạn nhân, khiến họ có hình dạng giống mình. Giống như hầu hết những câu chuyện truyền thuyết đô thị khác, chuyện về Teketeke cũng có rất nhiều phiên bản, phụ thuộc vào vùng miền, và chẳng ai biết sự thật chính xác là gì hay nguồn gốc của nó từ đâu. Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất liên quan tới hồn ma Teketeke là kể về một thiếu nữ có tên Kashima Reiko. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết chất đống ở Hokkaido, một nữ sinh vì sợ đi học muộn nên đã vội vã chạy rất nhanh đến trường. Từ xa, cô thấy hàng rào chắn ngang đường sắt bắt đầu hạ xuống. Khi cố băng qua rào chắn, dây buộc giày của cô bị vướng vào đường ray, không thể tháo ra được. Đoàn tàu chạy rất nhanh, không thể phanh kịp lại. Cú va chạm kinh hoàng đã cắt đôi cơ thể của cô. Lúc này, cô nhận ra mình đã bị tai nạn. Nhìn xung quanh thì lại chẳng có ai cả. Đau quá, có ai ở đây không? Cứu tôi với, chân của tôi đâu rồi? Tai nạn này gây ra vết thương chí mạng cho cô gái, nhưng không làm cho cô chết ngay tại chỗ, vì cái lạnh khắc nghiệt của Hokkaido đã khiến mạch máu của cô bị co lại, ngăn lượng máu lớn chảy ra ngoài. Có lẽ vì thế, cô vẫn thoi thóp và tỉnh táo để lê lết thân mình đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nỗi đau thấu xương trong tiết trời lạnh buốt và sự kinh hoàng vừa xảy ra trong chớp mắt. Sau đó, cô nhìn thấy một người lái tàu chạy tới kiểm tra khu vực đường ray. Khi thấy có người tới, bằng sức lực cuối cùng của mình, cô cất tiếng van xin. Cứu tôi với, tôi vẫn còn sống, tôi không muốn chết. Thế nhưng, người lái tàu đã bỏ đi thay vì cứu cô. Này, đợi đã, cứu tôi. Giọng nói yếu ớt của cô không đủ vọng tới người lái tàu. Sau đó, người này quay trở lại với một thứ gì đó trên tay. Thật là tội nghiệp, tôi xin lỗi. Nói xong, người lái tàu che cô gái bằng một tấm vải màu xanh. Chờ đã, này, khoan, tôi vẫn chưa chết. Gọi xe cấp cứu cho tôi đi, làm ơn mà. Dù cô gái có phản nàn thế nào đi nữa, giọng nói yếu ớt của cô bên dưới tấm vải xanh cũng không đủ để lọt tới tai người lái tàu. Tôi chưa chết. Tôi chưa chết mà. Chân của tôi đâu rồi? Này, ai đó sẽ giúp tôi chứ? Tôi sẽ không tha thứ cho ai. Tôi vẫn còn sống mà. Tôi sẽ không tha thứ. Không. Không. Cuối cùng, cô đã chết trong sự oán giận và đau đớn tột cùng khi không ai cứu mình. Cô không thể siêu thoát nên đã biến thành một hồn ma thường đi lang thang tìm kiếm phần thân dưới của mình. Sau đó, cô bắt đầu tấn công những người đàn ông mang dáng dấp của người lái tàu kia. Một phiên bản khác kể rằng Teketeke là một nữ nhân viên văn phòng đến từ Muroran, Hokkaido. Trong những năm sau Thế chiến thứ hai, cô ấy đã bị một quân nhân tấn công tình dục đến nỗi thân thể tàn tạ và bị bỏ lại bên dưới đường tàu. Thế là đoàn tàu vô tình đã cán qua người phụ nữ tuyệt vọng, khiến cơ thể của cô bị đứt lìa, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô vẫn còn sống. Đêm hôm đó, cái lạnh thấu xương tủy ở Hokkaido đã giúp các mạch máu của Reiko co lại và ngăn không cho cô bị chảy quá nhiều máu. Dùng chút sức lực còn lại, cô đã vặn vẹo, lết đi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Một nhân viên trạm tàu đã nhìn thấy cô, nhưng thay vì giúp đỡ, thì người này lại bọc cơ thể cô trong một chiếc túi ni lông, vứt bỏ dưới đường tàu. Cứ như thế, cô gái chết dần, chết mòn, trong nỗi đau tột cùng mà chỉ mình cô thấu. 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, người ta bắt đầu nhìn thấy Teke Teke, người phụ nữ chỉ có một nửa thân trên. Một khi đã bị Teke Teke nhìn thấy, thì người đó không có cơ hội trốn thoát, dù cho còn nhấn ga xe ô tô rời đi với tốc độ nhanh nhất. Bởi vì dù chỉ di chuyển bằng 2 tay, nhưng Teke Teke vẫn có thể đạt tốc độ 150 km/h. Nhiều người tin rằng Teke Teke vẫn luôn tìm kiếm một nửa thân dưới của mình, nhưng không ít người nghĩ rằng cô ấy chỉ là một oan hồn oán hận, muốn đoạt mạng càng nhiều người càng tốt. Câu chuyện về Teke Teke có thể được thay đổi tùy theo từng nơi ở Nhật Bản, nhưng về cơ bản vẫn xoay quanh cô thiếu nữ bị cán đôi thân người bởi tàu lửa và bị người ta bỏ mặc trong thời tiết giá rét. Người ta nói rằng hồn ma Teke Teke không chỉ xuất hiện ở khu vực đường ray xe lửa, mà còn ở trường học, trong các tòa nhà làm việc, thậm chí là cả nhà riêng. Nếu có một ngày, trên con đường vắng vẻ trở về nhà giữa đêm khuya, bạn vô tình gặp phải Teke Teke, điều gì sẽ xảy ra? Điều đầu tiên bạn cần nhớ rằng bạn sẽ không thể thoát khỏi hồn ma này một khi đã trở thành mục tiêu của nó. Tốc độ di chuyển của Teke Teke có thể lên tới 150 km/h. Nếu bạn di chuyển bằng ô tô, nó cũng có thể dễ dàng bắt kịp và tóm lấy bạn, sau đó xé toạc cơ thể làm hai và cướp đi đôi chân. Sự tàn ác đến mức khủng khiếp này được người ta lý giải vì nỗi uất hận trong lòng Teke Teke quá lớn. Nó muốn hành hạ và trả thù mọi đàn ông trên đời này, để họ phải cùng chung cảnh đau đớn giống mình. Theo truyền thuyết, linh hồn không chân của Kashima Reiko thường ám các phòng tắm, hỏi những người đi tắm, chân của tôi ở đâu rồi? Nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, nó sẽ xé toạc hoặc cắt đi đôi chân của họ. Tuy nhiên, nạn nhân có thể thoát nếu trả lời rằng nó đang nằm ở trên đường cao tốc Meishin. Sau đó, hồn ma của Kashima Reiko sẽ cho họ 3 ngày để kể lại lần chạm trán với ít nhất là 5 người. Nếu không, cô sẽ quay lại và cướp đi đôi chân của nạn nhân. Một cách khác giúp bạn thoát khỏi hồn ma Teke Teke đó là nói câu thần chú: hãy xuống địa ngục đi. Vì hồn ma Kashima Reiko đã chết tức tửa một cách đột ngột, đến nỗi cô ấy không biết là mình đã chết. Vì thế, cô sẽ tiếp tục đi tìm đôi chân của mình trên trần gian. Nếu nói ra câu thần chú này, hồn ma sẽ nhận ra là mình đã chết và bỏ đi. Tuy nhiên, tùy từng vùng sẽ có những cách đối phó với hồn ma Teke Teke khác nhau. Chẳng hạn như rẽ đột ngột ở một góc đường trong khi bỏ chạy. Vì Teke Teke di chuyển với tốc độ siêu nhanh trên một đường thẳng, khi bạn đột ngột rẽ vào một góc đường nào đó, cơ thể của hồn ma sẽ không bắt kịp và lướt nhanh qua bạn. Trong một vài phiên bản, Teke Teke là nạn nhân của một vụ tai nạn kinh hoàng. Nhưng nhiều người kể lại, cô đã nhảy xuống đường tàu để tự tử. Kết thúc của người vô tình nhìn thấy Teke Teke dường như chỉ có một, đó là cái chết. Song, cũng có phiên bản kể lại rằng Teke Teke sẽ biến nạn nhân trở thành một hồn ma chỉ có nửa thân trên giống như mình. Phiên bản khác kể lại rằng Teke Teke là nạn nhân của các trò bạo hành và trêu chọc trong xã hội, dẫn đến cái chết thương tâm của cô. Lý do duy nhất để Teke Teke trở về từ cõi chết là tìm những kẻ đã đối xử tệ bạc với mình để trả thù, mặc dù cô giết người một cách khá bừa bãi. Cho đến nay, vẫn chưa ai tìm ra được nguồn gốc và câu chuyện thực sự về Teke Teke, nhưng đây mãi là một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất ở xứ sở Phù Tang, mà mỗi khi nhắc đến đều khiến người ta không khỏi rùng mình, nhất là những người thường sử dụng tàu điện để về nhà vào đêm muộn. Teke Teke cũng trở thành nguồn cảm hứng cho các tác giả và nhà làm phim để viết sách và thực hiện những tác phẩm điện ảnh kinh dị, với bộ phim Teke Teke là một ví dụ cực kỳ điển hình. Và câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn muốn tôi làm về chủ đề gì tiếp theo thì hãy comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.